khi bắt đầu thì các bạn có nhu cầu tham khảo cái dịch vụ Black Food như Song Kiếm màu đen, Full tập V4 hay các dịch vụ miễn phí hoặc các game hot như Toilet Tower Defense thì hãy click vào link bio dưới phần mô tả và game comment của mình để mua hàng nha mọi người. Hello và xin tất cả mọi người đến với kênh của mình là Min đây. Thì có mấy ông kêu tôi chơi anime defense khá là nhiều ấy, nhưng mà tôi thì kiểu mấy game defense thì tôi cũng biết cách chơi rồi, nhưng mà hiểu game thì tôi chưa hiểu ấy, kiểu không hiểu cái nào mạnh cái nào yếu ấy, không hiểu là mình cần con nào trong đội hình ấy. Là tôi định cày lên level 15 rồi ngày mai bắt đầu mới đi kiếm game rồi quay rồi bui đội hình đồ cho mấy ông xem. Nhưng mà tự nhiên cái mới cày lên level 8 nhập cost được 4.500 kim cương, là tôi sẽ lấy 4.500 kim cương để tôi quay trước. Rồi mai tôi sẽ kêu em Hạc với anh Hổ rồi chỉ tôi quay rồi kiếm đội hình sao nha, đúng không? Ok, thì giờ vô quay thử 4.000 kim cương này có nó có gà gì hay không, đúng không ạ? Chắc là tôi sẽ quay vòng quay lý mệt đi cho nó xịn nha, đúng không? Bán rè đi. Tôi quá trời rè, đúng không? Màu tím hả? Trời, không, màu xanh dương, đúng không? Thì là có một con cuối là màu tím. Ui, ba có màu tím luôn ạ. Cái con này của tôi chừng chục con rồi, đúng không? Ủa, nếu mà nó ra cái hình ngôi sao màu tím thì là con màu tím là con hiếm nhất rồi, đúng không? Ồ, vậy là màu tím hiếm nhất rồi, đúng không? Ui, có con Legion này. Nói vậy con Legion hiếm nhất ạ. Ôi kệ, có con Legion cũng ok, đúng không? Shiny này. Ở đường con Legion, đúng không ạ? Nhưng mà Legion. Tôi tưởng là full rare chứ. Đường con Legion nữa, ấy da. Legion Shiny không? Không, Legion thường. Còn 5 lần đúng không ạ? 5 lần x10. Lại màu vàng nữa đúng không ạ? Lại là Legion nữa thôi. Không sao, không sao. Mình cứ quay chơi thôi, rồi ngày mai mình mới quay thật đúng không ạ? Hả? Full rare luôn kìa. Ôi, full rare luôn. Nhức đầu chưa? Được không ạ? Tôi phải đổi sang này. Quay thử x10 bên đây cái coi. Đây thì lại màu tím là cao nhất rồi. Mà lại đây coi còn đúng ít 20 rồi, đúng không ạ? Rồi màu tím rồi. Tôi vậy. À được con Shiny Ibis. Ok cũng ok đúng không ạ? X1. X1 cái đi đúng không? X1 cái rồi mình X10 nè. Màu tím. À sao lại màu tím? Lộn. Ai xui đúng không ạ? Rồi xanh dương luôn, nhức đầu luôn. Tôi đang kêu thằng fan kéo tôi lên level 15 đúng không ạ? Nó khoe nó có set gì tùm lum các thứ nè. Ồ, con set siret của nó nè, đúng không? Còn tôi lên level 15 này tôi mới chay được ấy, đúng không? Nên là tôi nhờ fan tôi kéo lên level 15 đúng không? Không biết nó kéo tôi được tới level 15 không nữa. Tại sợ nó kéo xíu chén đúng không ạ? Giờ bọn tôi đi farm level nha, đúng không? Hello mấy ông nha, thì tôi đã mua được 777.000 game. Giờ thế là thời khắc chúng ta sẽ đón chào với con Siret thôi, đúng không ạ? Thằng chó Hạc đang ngồi chù tôi. Nhưng mà không sao, tôi sẽ ra không? Công. Nó kêu là 400.000 game hỏng ra. Mà tôi tin là tôi sẽ ra á. Một cái X3 lúc cái chỗ chắc ăn. X10 đầu tiên không? X10 đầu tiên ra luôn. Có cần mua X2 đâu, ta mua X2 luôn đi. Chỗ chắc luôn ạ. Đúng công thức rồi thầy, đúng công thức của Luka rồi. Chưa. Ủa, xài chưa? À, cái mua là xài luôn đúng không? Đâu? Ê. Ok, giờ sẽ bắt đầu chịu hò vậy không? Ok đúng rồi. Giờ quay con này nữa, con này ngon không? Con nó slow. Ủa, con Siret là con này hả? Không, anh Siret nữa. Con này là đầu game mới kinh đó. Ờ, là nên quay không? Thì con này slow á, quay gì quay. Mà cũng ngon rồi đúng không? Có ý là bây giờ mọi người muốn quay con nào ngon hơn? Con này có búp tiền rồi đúng không? Quay này trước nha. Nhưng mà đam thì con flame ngon quá anh Minh. Húp. Nghe cái dòng màu đỏ là húp anh ơi. Cánh sao màu đỏ. Trời vàng ạ. À. Che quay không ạ? Để auto lit cho nó tự quay thôi không? Tôi nghĩ là nó sẽ ra thôi, sao mà không ra được đúng không? 800.000 game không ra thì nó hơi lạ. Chàng này. Chàng là con búp tiền đúng không? Con búp tiền.
bút đem bút tiền ra đi nha, tao chưa thấy gì hết trơn. Người ta đỏ là máy hít hay đỏ là Ceres? Đỏ là máy hít. Ceres máy hít là màu gì? Máy hít là đó đó, máy hít á. Ôi thế này cũng hơn. Hello mấy ông, thì nãy tôi mua chừng 750.000 game thì phải. Thì tôi có quay clip quay cho mấy ông ấy. Thì tôi không biết tại sao quay nhiều quá cái nó lắc hay sao ấy mà. Trời ơi, quay nó cứ bị đứng không à. Nên là giờ chắc là tôi sẽ đi quay lại. Thì nãy với gần 30.000 game thì tôi quay được cho mình là 36 con máy hít. Chứ 5 con máy hít này thề tôi quay máy hít hơn. Và mấy ông không biết nói mấy ông tin hay không mà cái đầu nó bị lắc rồi không à. Tôi quay, tôi bấm quay một con nó ra con máy hít, xong tôi bấm quay 10 con nó ra con máy hít, rồi tôi bấm thêm quay thêm 10 con ra con máy hít nữa, xong tôi bấm quay thêm 10 con ra thêm con máy hít đúng không ạ? Nó ra 4 con máy hít liên tục luôn. Mà không biết nói không tin không mà đoạn clip nó bị lắc rồi đúng không? Thề cay vậy. Chứ là do tôi vừa stream tôi vừa quay là nó bị lắc đúng không ạ? Giờ đấy, bây giờ vô tôi sẽ vô tôi quay tiếp nha đúng không? Với 750.000 game này tôi không biết là có ra được con Ceres hay không. Nói chung hôm nay chúng ta đi săn Ceres thôi nha đúng không? Giờ sẽ treo quay thôi đúng không ạ? Ổ gà thì nó tính tiếp nha đúng không? Ôi. Mặc lô thôi đúng không ạ? Lô tôi nghĩ chắc quay nó không có bị giật giật đâu. Nó đỡ giật rồi nè đúng không? Nó hết giật rồi nè. Nên quay ở cái setting này hơn đúng không ạ? Ok đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ treo quay với ông tí mà ra con gì thì tôi nói với ông đúng không? Tôi nghĩ là với 750.000 game thì nó sẽ ra một cái con thì nó xịn xịn cho mình thôi đúng không ạ? Nãy giờ tôi... phải là... Ít trước cũng phải là 3 con mới hết Sini đúng không ạ? Tôi có thằng em nó quay 400 gold không ra, không mới hết Sini đúng không? 400k. Ủa? 400k game nó quay không ra con Ceres đúng không ạ? Tôi gấp đôi, tôi 750.000 game thì tôi nghĩ là nó sẽ ra thôi. Thề hồi nãy thề cái quả quay nãy hên vậy, tôi quay 4 con Ceres liên tục. Ủa? 4 con máy hít liên tục luôn. Nhưng mà clip bị lắc rồi, do là tôi chỉnh setting cao ấy không ạ? Xong rồi nó giọng đùng 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 đùng, cái xong rồi clip nó bị lắc đúng không ạ? Thề giống như không sẽ được xem. Cái cảnh mà tôi quay 4 con máy hít ra liên tục đúng không mà để con nào Sunny hết đúng không ạ? Dạ sao xui dữ vậy? Hết vận rồi hay sao á? Tôi vậy. Đã reset bạn ơi. Chưa em ạ. Ủa qua giờ mà. À nó reset rồi nè. Hết hơn rồi, reset hết hơn rồi hay sao á? Mày hết nè. Hấp. Như là BT đây. Em ạ. Không thay nên luôn. Như là full BT ấy em ạ. Thề má, tôi vẫn mấy cái khúc hồi nãy kinh quá ấy. Không ngờ tôi quay được như vậy đúng không ạ? Ui, kìa, nói kìa. Vừa nói xong. Khó thầy ơi. Ra nữa không? Ok đúng rồi, sau 130.000 game thì tôi cũng đã quay được con Ceres rồi nha đúng không? Đây, đó là con Chentaker gì nè đúng không? Thì đây, đó là con này đây. Bây giờ tôi sẽ treo quay tiếp nha đúng không? Ui, 130.000 game ra được con này nè đúng không? Nói chung là cũng được, tại vì tôi thấy con này nó ra mới, xong rồi tôi đổi, tôi quay banner thường đúng không? Tôi quay banner thường, tôi kiếm con Sunny Legion, ai rồi nó ra thật đúng không? Nói chung là cũng khá là hên đúng không? Ok, giờ tôi sẽ treo quay bên đây nha đúng không? Để kiếm con Ceres lý miệp bên đây đi. Sau những lượt con tiếp theo tôi đã run được một con Sini Ceres Osiri mới hít nha đúng không? Ui mà con này chắc cũng nhiều người có rồi. Con này không biết có nhiều người có chưa nữa, nhưng mà nói chung là được một con Sini Ceres thôi nha đúng không? Ủa sao Sini mới hít con này trong banner lý miệp đúng không ạ? Cũng ngon. Hello mấy ông, thì sau khi mà quay hết nãy tôi nhớ là 770.000 game, sau khi quay hết tầm 430.000 game đi, rồi cỡ đó thì tôi nhận lại được cho mình là một con Ceres Limit và một con Chentaker.
cộng với hai con Cine Mai thích đúng không ạ? Mong nhìn xem này nó có ngon không không? Mong nghĩ là nó có ngon không? Nếu mà không ngon thì mong nói cho tôi biết nha, tại vì tôi mới chơi là tôi cũng không biết là nó có ngon hay là không ngon đúng không ạ? Theo tôi nghĩ là chắc cũng cũng ngon ấy chứ, tại vì thằng em tôi nó quay 400.000 game mà không ra được một con Ceres nào đúng không ạ? Mà tôi quay tầm 400.000 game mà tôi ra hai con Ceres, tìm hai con Shiny nó quay ra được có một con Shiny vậy đúng không? Nó đúng xui luôn đúng không ạ? Tôi còn vô một đống máy thích ở đây nữa đúng không ạ? Nên là tôi thấy là tôi nghĩ là chắc là mình đã hên rồi đúng không ạ? Còn nếu mà còn ba con Ceres đấy, còn một con ở trong vòng quay thường nữa. Nếu mà mong muốn tôi tăng luôn con đó thì mong like clip này nha đúng không? Giờ chắc là tôi sẽ đi vào test hai con Ceres với con Shiny kia xem nó như thế nào đúng không ạ? Từ bây giờ để tôi đi gon cái gì cho nó cái quên rồi ta. Đi gon cái ranh rồi cho nó cái không ạ? Ranh gì gon gì nè, để tôi gon thử coi. Con này đi, con này nghe nó xịn hơn đúng không? Mấy anh em tôi kêu con kia cùi. Gon. Trời má! Cho tôi lại cái cũ luôn, cái này còn tệ hơn cái cũ đúng không ạ? Thôi đi gon treo chai đi, mấy cái chai này tôi nghĩ chắc là sẽ đỡ á. Ủa mình có hai cục mà mình gom được đúng không ạ? Trời ơi. Ủa còn cái này sao ta, cái này là à, cái này là để con game bow đúng không? Đúng không? Ủa cái này là để làm cái gì vậy không? Cũng không biết nữa đúng không ạ? Thôi. Nhưng mà thôi vậy là tôi thấy khá là ok. Bây giờ tôi sẽ vô test thử hai con Ceres nó xem nó như nào đúng không? Tôi chưa đi full map đâu đúng không ạ? Tôi mới đi tới map này thôi nên là tôi đi chế độ thường đúng không? Mặc dù mình có Ceres mình mạnh rồi nhưng mà ngại quá. Còn ngại chưa chơi thử chưa biết đúng không? Giờ mình mới vô mình chơi thử. Ok. Giờ tôi sẽ đặt búp tiền ngay trước quá à. Phải không ta? Con này vừa búp đam vừa búp tiền đúng không? Trời ơi cứu tôi, cái đường khá là dài đúng không ạ? Tôi quên em còn đếp đầu rồi. Cái này phải đặt búp tiền ngay trước thôi đúng không ạ? Mình cứ skip quay đi. Ôi hai con này mắc quá. Đắt quá đắt quá. Ồ nghe tại sao nãy tôi không đặt ra để tôi đép trước rồi tôi mới đặt búp tiền sao ta? Khờ dại quá không ạ? Đặt một con ngay đây chắc cũng được đúng không? Không sao. Đây. Đây con Ceres đầu tiên của chúng ta vậy đúng không? 400 đam. Uầy, đúng là xịn đúng không ạ? Tôi nhớ mấy con cùi cùi trước của tôi đúng không? Đặt ra nó có ở đâu đó full đó nha, đặt ra full đó có 100+ đam đúng không? Con này đặt ra được 400 đam đúng không ạ? Thôi bây giờ tôi sẽ nâng cấp búp tiền lên nha đúng không? Rồi nào full tiền rồi anh em mình nói chuyện tiếp. Trời má con này nó mạnh quá đúng không ạ? Tôi đặt ra có một con mà tôi đép bút gần xong rồi đúng không ơi? Trời ơi bây giờ sợ búp con búp tiền lên là không đủ tiền để up đấy, tại vì quay 12 phải không, nên là tôi búp con này luôn, đặt được tới đâu hay tới đó nha không. Thì tôi búp lên này nó sẽ cái này nó sẽ rộng hơn thôi và nó tăng cooldown đúng không ạ? Cái nữa coi, nhưng mà con này của tôi khá là mạnh, không quạt cái là chết, quạt cái là chết thôi đúng không ạ? Tôi thấy nó đánh cũng bị chen rồi không, nó khác gì đâu ta. À nó quăng ra cái cục kiểu như là vụ nổ ấy đúng không ạ? Ủa sao nó vẫn đánh gì ta, nó không có thay đổi gì hết trơn đúng không? Nó vẫn đánh vậy nhưng mà cái vòng nó to hơn thôi đúng không? À nó đổi kìa. Nó nổ quá, nó đổi thành nổ không? Cái nữa thôi. Đổi thành nổ không ạ? À? Là khi nổ nó đang nổ mà mấy ông đi vô là nó vẫn nổ luôn á nha. Đó đó. Uầy. Đúng là Ceres có khác đúng không ạ? À? Ceres có khác, đặt con ra thử coi. Con này mấy anh em tôi kêu con này cùi đúng không ạ? À? Mấy em tôi kêu con này cùi bắp à. Tôi thấy cũng đâu có đến nỗi cùi đâu ta, nói chung là Ceres là thấy ngon rồi, đâu đến nỗi cùi đâu đúng không? Mà tôi nghĩ là kiểu con này nó cùi hơn con kia thôi, trong ba con thì con này cùi nhất thôi nhưng mà nó vẫn mạnh mà. Rồi nó đổi hành đánh hành gì đây? Cho tôi xem đi. Ủa nó hết nổ rồi không à, được cái là đam to làm cái đùng nó chết hết luôn ấy không? Úp cuối là cái gì ta? Từ để tôi xem cái úp cuối, không biết cái này úp cuối chưa nữa. 32.000 đam. Mày đam to thật đúng không ạ? Con này chắc là để mốt tôi test sao cho mấy ông xem. Hay muốn tôi test luôn không?
Quay cho Huawei 15 cái bán con này đi mà không ạ. Tôi test con này trước đi xong rồi Huawei 15 chưa full luôn. Trời ơi chưa full luôn. Cấp tiền cho em cái đi. Thôi mình chỉ up được. Chưa full luôn á mà cái dòng nó xe bự ra rồi không ơi. Nhưng mà không up full được rồi. Nó xe sao đây? 12 giây. Nó nổ. Nói chung là con này đa số là chiêu là nổ không ạ. Wow. Nói chung là xịn đúng không ạ? Xịn. Xịn vãi cứt. Mà tôi hết tiền để tôi đặt mấy con này ra test rồi. Để tôi đặt con này test chơi chơi thôi chứ. Trời này nâng cấp phải ba cái rồi. Có 3.000 đam này đặt ra cái 400 đam rồi đúng không? Ôi nói chung là ra con này xịn rồi đúng không? Đánh giá cao ấy đúng không? Đánh giá cao ấy. Đi giải cũng dễ hơn nữa. Thôi giờ tôi sẽ test con này cho ông xem nha. Giờ mình tiếp theo tới con này đi. Ok tới con CS tiếp theo của chúng ta đúng không? Thì con này đặt ra, ui sao đam tới 600 dữ vậy? À, tôi thấy đam có mấy trăm mà ta. Mà tôi thấy, tôi nghe nói là con kia ngon hơn. Con này chắc được ngõi cái này thôi. Nhưng mà cooldown nó cũng thấp hơn con kia nữa. Sao tại sao con kia lại ngon hơn ta? Chắc là con kia update cuối thì nó ngon hơn. Chắc là đi Infi là ngon nhất đúng không? Đi Infi thì mình sẽ được cái gì ta? Bên All Star đi Infi thì mình sẽ được... kim cương ấy, còn bên đây tôi không biết đúng không ạ? Tôi mới chơi, nói chung là tôi là người mới chơi real nha đúng không? Thôi giờ mình cứ búp tiền thôi, hồi tí có tiền rồi tôi quay tiếp cho mong xem. Trời má tôi bị lọt đúng không? Tôi bị lọt đúng không ơi? Ôi trời, con này cười hơn con kia thiệt đúng không ạ? Con kia nó không có lọt, con này nó lọt đúng không ạ? Con kia nó không có lọt, con này nó không có lọt. Con này để lọt đúng là con này cười hơn đúng không ơi? Úp lên nó sẽ từ ném đá thành đấm nha đúng không? Trời ơi, con này nó không có để lọt được và con này nó lọt đúng không? Rồi vậy là con này cùi hơn quá rồi đúng không? Vậy là mấy em tôi nói đúng rồi đó. Ông nội này. À úp tiếp theo là lấy đá chọi. Ủa nhưng mà con này mấy cái game này Emanation nó đẹp đấy chứ. Ủa kìa vậy? Sao chọi không chết con kia. Úp cái nữa coi. Vẫn là chọi đá thôi đúng không? Thôi mình cứ để con này bên đây để cho nó đép đi nha đúng không? Chọi tiếp coi. Nói chung là đúng là series cùi nhất đúng không ạ? Nó vẫn mạnh nhưng mà nó không mạnh bằng con này. Hồi nãy mình đặt con này mình đép với nó đâu có lọt. Con này nó lọt không? Ôi kìa nó lọt kìa, không thấy nó lọt không? Úp lên cái nữa đi, đừng chọi nó, dùng skill khác coi. Rồi nó hành chịu hồi xe không? Được mà với cái dòng AOE nổ toàn phần như con này thì tôi thấy con này ngon hơn phải rồi không ạ? Không chối cãi được, không binh được. Này nó cũng có ngon về phần của nó chứ đúng không? Còn nãy là đam tăng là do tôi đặt kế bên con búp tiền. Búp tiền của tôi nó có búp đam nữa nha đúng không? Khá là ok. Ui cũng ra gì ấy đúng không ạ? Chứ cũng không cùi lắm đâu. Bên cái nữa coi là cái gì đây? Đổi hình đi. Đổi chiêu đi. Mà nó vẫn là chịu hồi mấy cái xe thôi đúng không ạ? Thôi bán con này đi. Vì cái chiêu này nó mạnh rồi mới không quên nên là mình bán con nó luôn đi. Đổi hình đây, đổi chiêu coi. Đổi chiêu đi. Ồ, nó bự hơn quá, nó bự hơn quá. Nó bự hơn. Trắng mẹ cái đường luôn. Ôi con này cũng ok mà nhưng mà có cái là nó sẽ không ngon bằng con kia rồi. Dùng chiêu đi bạn. Tí nữa mình bán búp tiền này là mình búp chắc là mình sẽ nâng cấp được cái cuối luôn. Ủa cái 8.000 năm luôn hay sao á? Nghĩ là vậy. Qua quay đi. Qua quay tôi bán cái là đủ đúng không ạ? Qua quay đi. Ok. Cổng xiên. Ok bán luôn. Mình đặt ra lại để búp đam nha đúng không? Ôi bán cái bữa giảm đam liền đúng không ạ? Đúng là giảm đam liền đúng không ạ? Không có búp đam chắc cúc đúng không ạ? Trời, chị nó cũng vậy thôi mà. Ok thôi, chắc clip mình khúc tới đây nhé mong. Chúc mấy ông ngày mới và tạm biệt, hẹn lại nha. Nếu mong ủng hộ series này thì tôi sẽ còn bốn mấy trăm ngàn em cương ấy. Tôi gán tôi go nốt con set còn lại cho mấy ông xem luôn nha mong. Ok thôi, bye bye mong, tạm biệt, hẹn lại nha mong, bye bye.